Thanh lý 500 cuốn sách đầy đủ các thể loại chọn lọc hay nhất, giá chỉ từ 1.000 đồng một quyển. Đó là lời chào mời vô cùng hấp dẫn của một trang Facebook có tên Tủ sách Tinh Hoa và kèm theo cam kết tất cả đều là hàng chuẩn nhà xuất bản. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ đến đại diện của nhà xuất bản Chí Việt, đơn vị xuất bản cuốn Bài học Diệu Kỳ từ chiếc xe rác thì lại nhận được phản hồi ngược lại. Cuốn Bài học Diệu Kỳ từ chiếc xe rác bên thân yêu Chí Việt đang xuất bản với giá là 88.000, không hề có giá 1.000. Cái fanpage đó cũng đang bán những cái sách nhân số học rồi đã yên tâm với giá treo bảng giá với giá 1.000. Số lượng những trang sách bán như trên không chỉ dừng lại ở con số 1. Chỉ cần gõ mua sách giá rẻ trên Facebook, hàng loạt kết quả ngay lập tức được trả về. Và điểm chung của các trang này là không có địa chỉ, không có số điện thoại và chỉ bán online. Thưa quý vị, thông qua fanpage Tủ sách Tinh Hoa thì chúng tôi đã tiến hành đặt mua cuốn sách Nhà giả kim của nhà xuất bản Nhã Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với nhà xuất bản để xem rằng là cuốn sách này có thực sự là sách chính gốc của nhà xuất bản so với những gì mà fanpage đó đã cam kết hay không. Có thể nhìn ra ngay đây là cuốn sách giả. Bản sách thật thì chúng tôi cán bóng, bản bìa bóng, còn cái bản này không được cán. Cái giấy bìa rất là mỏng và rất là màu sắc thì khác hẳn so với cái màu sắc của sách thật. Mình đặt cuốn sách này ở fanpage là Tủ sách Tinh Hoa với giá 39.000. Sau một thời gian sử dụng thì cuốn sách của mình đã xuất hiện những cái vết nứt. So với cái giá của cuốn sách này thì mình đang cảm thấy là nó đắt hơn nhiều so với những gì mình được trải nghiệm. Không chỉ ảnh hưởng đến người đọc, việc bán hàng siêu rẻ, kém chất lượng còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của các nhà xuất bản. Nhưng do các trang này đa số đều hoạt động với hình thức ẩn danh nên việc mà các nhà xuất bản có thể làm được chỉ dừng lại ở việc báo cáo. Chúng tôi đã report với Facebook để cho họ xóa những cái trang đấy rất là nhiều. Tuy nhiên thì mỗi khi chúng tôi xóa được một trang thì đã có 2-3 trang khác mọc lên. Rất là ảnh hưởng đến uy tín của các nhà xuất bản, bỏ công, bỏ sức, rồi là bỏ chi phí ra để thực hiện những cuốn sách như thế này. Dấu hiệu hàng giả, tôi cho rằng là đấy rất rõ ràng. Tội danh thứ nhất là tội sản xuất buôn bán hàng giả ở điều 192. Tội thứ hai là tội xâm phạm quyền tác giả ở điều 225. Chế tài hình sự là tôi cho rằng là áp dụng trong trường hợp này là hợp lý. Sách giả nhưng thiệt hại là thật, không chỉ gây ảnh hưởng đến bạn đọc, các nhà xuất bản, mà các trang bán sách không giấy phép còn tạo ra một hình ảnh xấu về một hệ thống xuất bản ngày một phát triển của Việt Nam.